Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay MN Food Travel sẽ giới thiệu với các bạn món mề gà xào. Và hôm nay thì mình sẽ xào với cả cà rốt, hành tây và cần tây. Và bây giờ mình bắt đầu vào xào nhé. Cho hành tỏi khô vào khi thơm này. Mề hôm nay thì mình không ướp trước. Cho mề vào. Cho hai thìa một canh này nhỏ này. Cho cà rốt vào xào. Cho cái cuộn cần tây và hành tây vào xào. Cho một chút dầu mè vào thơm. Lướt lá cần tây rồi. Bắt tiêu đen. Tắt bếp. Là mình đã hoàn thành món mề xào, mề gà xào, hành cần tây.